sang đến với lại cây ở giữa chính giữa đi anh. Ok, cái này thì mình cũng vẫn đang chăm sóc tiếp, vẫn đang nuôi, nhưng mà nó là cây hoàn thiện. Khi mua nó đã hoàn thiện rồi, mình muốn làm nó bình tĩnh kỹ càng hơn thì mới giữ được cái độ già. Em thì thấy là cây này của anh là rất nhiều điểm ngắm. Thì không biết là khi mà lên video này thì anh em có nhìn rõ được không? Vì ở thực tế này thì nó rất là khục khoặc quý vị ạ. Nó kỳ cây nhưng mà lại nó lại vào lề lối. Vâng, đây anh này. Bộ rễ của anh, cây này của anh nó lên củ hết rồi anh ạ. Đúng rồi, ngày xưa là có đá mình gảy ra. Đấy, thân bay ra này. Các cái thân vặn chéo nhau. Cây này mình giữ cũng được đến 8 năm rồi đấy. 8 năm rồi ạ? 8 năm rồi. Cành thân ở trong kia. Nó còn khô nguyên. Em đoán là cây này rất khó để quý vị và các bạn chụp ảnh nó không lên hết được. Vâng. Cây này nó rất nhiều điểm, ở thực tế nó rất dị. Dị cây. Anh ơi, nó vàng như đồng. Chỉ có nước nã thôi em. Chỉ nước nã đúng không? Cây này anh không cho ăn. Vâng. Các cây của anh gần như không có ăn. Nhưng mà em thấy cái bộ rễ của anh nó gồng lên thì cái lúc anh mua về nó thấy hay là anh cắt lúc mua về thì nó cũng đẹp rồi nhưng mà nó không được như này thì đẹp không? Cái giống cây này cứ làm dần. Này, em thích nhất cái bộ bệ của anh. Trông nó hoang dã mà nó nhìn nó có cái điểm nó hóa của cái nó thời gian tự nhiên, nó cảm giác là đúng cái bệ cổ, nó hóa thời gian. Hay nữa mình không tác động những cái đục bệ, vì cái của nó cũng có những cây nó sổng thì phải xử lý, còn nếu không thì nó còn ngoan thì ok. Cây này già lắm. Vâng. Từ góc này nhìn em thích không quý vị? Thì em bảo anh ngắm 8 năm nay rồi. Số lượng cây của anh có vài chục cây, nó ít. Quan tâm sâu sắc thì chỉ quan tâm đến khoảng chục cây thôi. Vâng. Đấy. Cây của anh gì toàn cây đẹp mà. Chú cứ quá khen. Xịn mịn. Em xin chúc mừng anh nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Vườn của anh Duy còn rất nhiều cây đẹp nữa, nhưng cây nhiều cây xin phép để được giao lưu với anh Duy và truyền tải tới quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.